Đây là bản tin kinh tế trong chương trình dạy tiếng Anh đặc biệt của Đài Phát thanh Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ chưa bao giờ sử dụng sản phẩm và dịch vụ trực tuyến nhiều đến như thế. Và việc kinh doanh trực tuyến này có khả năng phát triển trên diện rộng đến các quốc gia khác. Hiện nay, kinh doanh trực tuyến chiếm khoảng 1/10 trong toàn bộ doanh thu bán lẻ của Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho biết điều này đã chạm mốc kỷ lục ở cả hai tháng 11 và 12. 57% khách hàng đã ít nhất một lần sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến. Trước hiện trạng này, các cửa hàng kinh doanh theo hình thức truyền thống phải tìm ra nhiều phương án mới để có thể giữ chân các khách hàng lâu năm. Và những chủ cửa hàng cũng tỏ ra rất lo lắng về việc phát triển kinh doanh trực tuyến sẽ gây nhiều trở ngại cho việc kinh doanh của họ. Theo như chia sẻ của giáo sư S. Mark Loughlin, chuyên ngành tiếp thị của trường đại học Cornell, sự lo lắng đó bắt nguồn từ việc bất kỳ sản phẩm nào có khả năng kinh doanh được trên mạng thì sẽ là như vậy. S. Mark Loughlin cho biết các cửa hàng truyền thống có thể thu hút được khách hàng bằng cách kinh doanh các mặt hàng như trang phục, là những sản phẩm có thể nhìn tận mắt, sờ tận tay và còn có thể thử chúng trước khi mua hàng. Ngoài ra, các cửa hàng cũng có thể kinh doanh thêm các sản phẩm khó khăn trong quá trình giao đến tay khách hàng. Ông cũng chia sẻ thêm là hiện nay có một số cửa hàng làm hài lòng khách hàng bằng việc lắp đặt và sửa chữa các mặt hàng điện tử. Theo ông Bill Martin, người sáng lập Shopper Track, việc kinh doanh này giúp cho các cửa hàng nắm bắt được thị hiếu của người tiêu dùng. Ông cho biết những cửa hàng truyền thống chia sẻ một kinh nghiệm thực tế mà mọi người đều quan tâm. Đó là quyết định mua hàng còn mang nhiều cảm tính, cho nên thật khó nắm bắt chính xác được thị hiếu của người tiêu dùng khi sử dụng hình thức mua hàng trực tuyến. Vì thế, vẫn còn chỗ đứng cho các cửa hàng, nơi mà khách hàng vẫn thích đến tận nơi để mua sắm. Bill Martin cũng chia sẻ thêm, cửa hàng truyền thống thì đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng so với cửa hàng trực tuyến. Hơn thế nữa, một số cửa hàng bán lẻ đã lập các trang web hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng đến các cửa hàng của họ. Và đây là chương trình dạy tiếng Anh. Tôi là Laura Bowman.